Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 26 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Cựu chiến binh thị trấn Yên Mỹ tích cực thi đua sản xuất tạo việc làm cho nhiều lao động. Chi huệ cộng tác viên dân số tích cực góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba. Tình trạng xây dựng mùa mả tùy tiện lãng phí ở huyện Kim Đồng Ô nhiễm môi trường ở khu chợ xã Đông Tảo huyện Khoai Châu cai nghiện ma túy tại cộng đồng cần sự vào cuộc của toàn xã hội quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Sáng nay, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Yên Mỹ. Tại buổi tiếp xúc, cử tri kiến nghị tỉnh huyện cần lắp đặt thêm hệ thống đèn tín hiệu tại những nút giao thông quan trọng, giao cắt với quốc lộ, tỉnh lộ, mong muốn tiếp tục nhận được nguồn hỗ trợ để xây dựng và cải tạo các tuyến đường giao thông đã xuống cấp. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông chưa được xử lý dứt điểm cử tri xã Minh Châu cho biết thực trạng ô nhiễm nguồn nước sông Kim Sơn ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trong lĩnh vực nông nghiệp, cử tri xã Yên Phú mong muốn được tạo điều kiện chuyển đổi các vùng trũng canh tác kém hiệu quả, kiến nghị tỉnh huyện đôn đốc các doanh nghiệp sớm triển khai dự án, tránh tình trạng đất bỏ hoang. Nhằm ôn lại truyền thống, sau 20 năm chia tách kho bạc nhà nước Hải Hưng, thành lập kho bạc nhà nước Hưng Yên, kho bạc nhà nước Hải Dương, sáng ngày 26 tháng 11, Kho bạc nhà nước Hưng Yên tổ chức buổi gặp mặt thân mật giữa các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công chức của Kho bạc nhà nước Hải Hưng, Hải Dương và Hưng Yên. Kho bạc nhà nước Hải Hưng cùng hệ thống kho bạc nhà nước được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 4 năm 1990 đến ngày 31 tháng 12 năm 1996. Sau 7 năm hoạt động, Kho bạc nhà nước Hải Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ngày 1 tháng 1 năm 1997, cùng với sự kiện tái lập tỉnh Hưng Yên, Kho bạc nhà nước Hương Yên được thành lập với tổng số cán bộ là 134, với 5 kho bạc nhà nước huyện và 6 phòng nghiệp vụ. Qua 20 năm phát triển, tập thể lãnh đạo kho bạc nhà nước Hương Yên đã biết thừa kế và phát huy truyền thống của kho bạc nhà nước Hải Hưng để đoàn kết, chung sức, chung lòng, chủ động nắm bắt tình hình, nhanh chóng ổn định tổ chức, từng bước củng cố hoàn thiện, phát triển và lớn mạnh toàn diện. Đến nay, kho bạc nhà nước Hương Yên có 8 phòng nghiệp vụ và 9 kho bạc nhà nước huyện trực thuộc, với biên chế gần 200 cán bộ công chức, đã hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm và chủ yếu của kho bạc là quản lý và điều hành quỹ ngân sách nhà nước. Đồng thời đảm bảo an ninh trong hoạt động nghiệp vụ, an toàn tuyệt đối tiền tài sản giao cho kho bạc nhà nước quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát triển, tổ chức tốt công tác điều hòa vốn. Thực hiện tốt mục tiêu hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến và quan tâm chú trọng công tác cán bộ, thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện văn minh công sở văn hóa nghề kho bạc. Sáng ngày 25 tháng 11, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức nghiệm thu đề tài thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc và bệnh lở mồm, long móng, trên đàn châu bò, bệnh tay xanh trên đàn lợn. Những năm qua, do nhận thức của người dân về chủ động phòng chống dịch cho vật nuôi chưa cao, nhất là các bệnh dịch cúm da cầm, bệnh lở mồm long móng và bệnh tay xanh, hiệu quả hoạt động của mạng lưới thu y cơ sở còn nhiều hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác phòng chống dịch còn nhiều thiếu thốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch thông qua đề tài khoa học thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác phòng chống dịch cúm gia cầm lở mồm long móng lợn tay xanh trong chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh đã được hội đồng nghiệm thu đề tài sở khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá cao trong việc thực hiện và áp dụng thực tế giúp việc chăn nuôi đạt hiệu quả trên địa bàn tỉnh ta Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tháng kể từ khi giao quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông, theo tinh thần chỉ thị số 149 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì đến nay tình trạng lấn chiếm hành lang đường trên địa bàn huyện Văn Giang lại tiếp tục tái diễn. Cụ thể, tại điểm chợ cấp cầu chùa xã thủ cao và trung tâm thị trấn trên đường 179 thuộc điểm chợ xã Long Hưng Tân Tiến trên đường 207 cũ, điểm chợ xã Nghĩa Trụ và đặc biệt là đoạn đường đầu cầu mới xã Vĩnh Phúc tại các điểm này tình trạng học trợ vẫn diễn ra tràn lan nhất là vào giờ tan tầm buổi chiều khiến cho tình trạng ách tắc giao thông qua những điểm này vẫn liên tục xảy ra điều đang nói là tình trạng này đã tái diễn ngay sau khi giao quân giải tỏa qua đây cho thấy để xóa bỏ triệt để chợ tạm chợ cấp cần có sự thường xuyên của chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng chứ không phải chỉ tuyên truyền hay giao quân theo đợt hơn nữa về lâu dài các địa phương cần kiên quyết đưa các hộ kinh doanh buôn bán vào Thưa quý vị và các bạn, ở hầu hết các xã của huyện Kim Động, tình trạng xây dựng lăng mộ tốn kém, lãng phí vẫn diễn ra phổ biến. Điều này đã vô tình biến một nét đẹp văn hóa tâm linh trở thành gánh nặng kinh tế đối với nhiều gia đình và dòng họ. Đây là nghĩa trang nhân dân thôn Trương Xá, thuộc xã Toàn Thắng. Những lăng mộ cây hương cao vút với đủ kiểu kiến trúc được tô đắp hoa văn, hệt như ở các đình chùa miếu mạo. Những ngôi mộ không theo hàng lối được xây dựng với đủ mọi kích thước kiểu dáng nhiều dòng họ xây tường bao để xí một khoảng đất rộng cho người thân. Tại nghĩa trang thôn Tạ Thượng, thuộc xã Chính Nghĩa, vào thời điểm này, nhiều người dân đang khẩn trương xây mộ cho người thân trong gia đình, dòng họ. Những gia đình có điều kiện không ngại bỏ ra số tiền lớn để xây dựng ngôi mộ to bể thế, nổi bật giữa nghĩa trang. Đáng nói là nhiều người có suy nghĩ xây mộ là cách để báo hiếu với người đã khuất và thể hiện sự giàu có của người còn sống cứ bình quân chung như các cái ngôi gần đây là là cứ hai ba chục triệu là bình thường tóm lại bây giờ như bây giờ cái tầm ý là bình thường còn có điều kiện thì họ có điều kiện thì xây năm bảy chục triệu trăm triệu cũng có những nhà mà người ta có tiền nhiều tiền là người ta phải làm to hơn rồi còn những người nào mà ít tiền thì người ta phải làm bé hơn ví dụ như là người ta khá giả giàu có thì người ta muốn làm cho bố mẹ hay là các cụ kỵ kỵ to hơn còn những người nhà mà không có tiền thì người ta chỉ làm vừa vừa nhỏ nhỏ thôi ở nhiều địa phương, có tập tục mỗi dòng họ xây một cây hương để thờ cúng và được coi là bộ mặt của dòng họ đó. Nhiều dòng họ ở thôn Cốc Khê xã Phạm Ngũ Lão đua nhau xây dựng những cây hương to đẹp, có kinh phí từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng. Bây giờ làm nhiều quá, nhiều khi nó cũng quá thể đấy có một người tức là người ta cố gắng là vì người ta cũng mặc cảm quá ví dụ như người ta thấy uh, bố mẹ cũng đẻ ra con nhưng mà con người ta làm rồi cho thế kia mình thì, thì không làm được cho bố mẹ thì nhiều khi người ta phải cố ở cái ý thế vấn đề xây dựng nghĩa trang đồng bộ trở nên bức thiết hơn bao giờ hết đó là cách giảm gánh nặng kinh tế đối với những người đang sống và làm cho nơi chôn cất người đã khuất được đẹp đẽ, văn minh hơn. Thời gian gần đây, khu chợ đầu mối xã Đông Tảo huyện Khoái Châu thường xuyên bị ô nhiễm do rác thải. Thực tế này đã và đang gây bức xúc cho người dân nơi đây. Do là chợ đầu mối nông sản nên khu vực này họp tất cả các ngày trong năm. Hơn nữa thời gian họp gần như kín cả ngày lẫn đêm. Điều này đồng nghĩa với việc rác thải không ngừng được thải ra. Vì thế dù đã có thủ thu gọn nhưng cũng không xuể. Ngoài các bao bì ni lông, bìa cắt tông, còn có đủ các loại rau so, củ quả dập nứt thối được thải ra chất đống, không chỉ gây ra mùi khó chịu cho môi trường mà còn tạo cơ hội để các loại ruồi muỗi tìm đến sinh sôi. Điều đáng nói hơn, khu chợ đã họp vây kín khu nghĩa trang liệt sĩ. Xung quanh hàng rào nghĩa trang là những đống rác thải lưu cữu lâu ngày gây mùi vôi thối nồng nặc. Bên trong nghĩa trang là nơi chứa nước mỗi khi có mưa. Người dân nơi đây cho biết tình trạng này đã tồn tại từ nhiều tháng nay nhưng dường như chính quyền địa phương vẫn chưa có giải pháp. Rất mong chính quyền sẽ đông đảo có biện pháp kiên quyết giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại sự trong lành cho môi trường. Làng nghề chế biến mứt Tết, bánh trung thu phục vụ, vụ thị trường đã tồn tại từ nhiều năm nay, có phần tạo việc làm cũng như tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình tại thôn Dâu, xã Cẩm Xá, huyện Mỹ Hào. Tuy nhiên, do sự thiếu ý thức của các hộ làm nghề, cho nên đến thời điểm hiện tại, hệ thống thủy lợi của thôn đã bị ô nhiễm nghiêm trọng. Hệ thống thủy lợi phục vụ việc tưới tiêu thoát nước qua địa bàn thôn Dâu hiện đã chuyển thành màu đen, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, khiến những người qua đường, đặc biệt là những hộ dân sinh sống gần khu vực hết sức bất bình. Theo các hộ dân thì tình trạng này đã diễn ra từ nhiều ngày nay, cá nổi lên nhiều nhưng nhân dân cũng không bắt vì nguồn nước bị ô nhiễm, không thể ăn được do khi chế biến có mùi hôi. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng trên là do các hộ làm nghề chế biến bánh mứt đã thải toàn bộ nước thải không qua xử lý xuống hệ thống thủy lợi nói trên. Thiết nghĩ để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho làng nghề, bảo vệ môi trường sống, các hộ làm nghề cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Chính quyền địa phương và ngành chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm các hộ cố tình vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, Đề án cai nghiện ma túy tại cộng đồng được Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai từ năm 2014. Với việc sử dụng thuốc Sidemex, cai nghiện tại nhà đã giúp nhiều người nghiện, nhiều gia đình thoát khỏi cảnh thương đau, tiêu tụy, hòa nhập với cộng đồng. Cai nghiện ma túy tại cộng đồng bằng thuốc thảo dược Sidemex đã được triển khai tại 30 xã phường thị trấn trong toàn tỉnh. Thuốc Sidemex đã được Bộ Y tế công nhận đạt kết quả và là đề tài phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống ma túy. Cebex hoàn toàn là không có độc chất, không có chất gây nghiện. Thì đây làm thuốc mà ngoài cắt cơn đêm rượu còn có tác dụng hỗ trợ điều trị khỏi căn bệnh này, phục hồi cho họ cả về giai đoạn tâm thần, cái giảm trí nhớ, phục hồi suy lý cho người nghiện để mà họ có cuộc sống hạnh phúc. Với quyết tâm từ bỏ cái chất trắng, sau thời gian cai nghiện từ 3 đến 6 tháng điều trị, cùng với sự giúp đỡ của người thân và cộng đồng, nhiều bệnh nhân nghiện ma túy lâu đã cắt được cơn nghiện, góp phần xây dựng kinh tế gia đình. Tôi gọi được sự quan tâm của lãnh đạo nhà nước để cắt cơ nghiện thì tôi cảm thấy là rất khi là gọi là con người rất thì thoải mái và không nhớ dùng gì đến cái ma túy nữa. Em đã được điều trị bằng thuốc Cidimex. Hiện tại bây giờ là sức khỏe của em ổn định, em rất khỏe và muốn làm ăn để làm lại cuộc đời. Có thể khẳng định, đề án cai nghiện tại cộng đồng bằng thuốc Cidimex đã cải thiện được cơ bản cuộc sống của các cá nhân trực tiếp cai nghiện. Cụ thể, sau 6 tháng điều trị tấn công, với 30 người mắc nghiện trên địa bàn, đã có 12 người giữ được cơn nghiện, đã quên được ma túy, đạt 40% tỷ lệ cai nghiện thành công tại gia đình. Trong cái tháng cuối tháng 11, đầu tháng 12, chúng tôi sẽ xây dựng cái đề án mở rộng cái mô hình cai nghiện ma túy ở tại gia đình và cộng đồng bằng xã hội hóa bằng 3 mức. Thứ nhất là đối tượng người có công và người nghèo thì dự kiến là sẽ là miễn 100% tiền thuốc cái đối tượng cận nghèo thì sẽ được miễn 70% và đối tượng bình thường là sẽ được hỗ trợ 50% tiền thuốc CMX. hy vọng là cái đề án sẽ được ủy ban tỉnh xem xét và phê duyệt góp phần an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày càng tốt đẹp hơn. Từ thực tiễn và kết quả triển khai đề án cai nghiện tại cộng đồng trong những năm qua cho thấy, cùng với việc dùng thuốc cai nghiện Sinomex, sự vào cuộc tích cực với quyết tâm cao của cả cộng đồng sẽ có phần quan trọng vào thành công của phong trào. Hưng Yên nói không với ma túy. Dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, nhiều cựu chiến binh ở thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã vươn lên phát triển kinh tế là những thành viên tiêu biểu trong phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi. Được thành lập từ năm 2012, câu lạc bộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi của thị trấn Yên Mỹ hiện có trên 50 thành viên tham gia, các hội viên chủ yếu hoạt động ngành nghề chế biến lương thực thực phẩm, đóng thùng bê ô tô và phát triển mô hình trang trại. Trong quá trình hoạt động, thành viên của câu lạc bộ thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm để có hướng sản xuất phù hợp đáp ứng nhu cầu của thị trường nhiều cựu chiến binh đã mạnh dạn đưa hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại vào sản xuất giúp nâng cao hiệu quả kinh tế tiêu biểu như cơ sở chế biến gạo của cựu chiến binh nguyễn trần khoa ngô quang huy xưởng đóng thùng bệ ô tô của cựu chiến binh đỗ văn khoa đỗ văn trung mô hình trang trại của cựu chiến binh đỗ văn hoạt đỗ văn đạt không chỉ tạo thu nhập cao cho gia đình các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ còn đáp ứng nhu cầu việc làm cho hàng trăm lao động và đóng góp vật chất xây dựng địa phương hơn 15 năm làm công tác viên dân số tại xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, chị Bùi Thị Huệ luôn làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, góp phần giảm tỷ lệ sinh con thứ ba của xã. Xã Cương Chính nằm xa trung tâm huyện Tiên Lữ là một địa phương thuần nông, vì vậy công tác dân số rất quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Mặc dù mức thù lao cho công tác viên dân số không cao, tuy nhiên chị Huệ luôn tâm huyết say mê trong công việc. Chị cùng với các cộng tác viên dân số khác thường xuyên tuyên truyền kịp thời các kiến thức mới về dân số kế hoạch hóa gia đình thông qua các buổi tư vấn trực tiếp hay hướng dẫn người dân tìm hiểu qua mạng Internet đài báo. Các cặp vợ chồng mới cưới được chị tư vấn về tiêm phòng và sàng lọc trước sinh, khoảng cách sinh giữa hai con. Trong hơn 15 năm công tác, chị Huệ tuyên truyền thành công nhiều trường hợp chỉ dừng lại ở hai con và xóa bỏ tư tưởng trọng nam kinh nữ năm 2016, tỷ lệ sinh con thứ ba của xã đạt 0,8 là một trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba thấp nhất của huyện Tiên Lữ. Câu lạc bộ chèo xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ vừa tổng duyệt tiết mục tham dự liên hoan giọng hát chèo chuyên nghiệp và chiếu chèo tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2016. Câu lạc bộ hát chèo xã Thanh Long huyện Yên Mỹ đã thể hiện khá thành công màn trích trong vở chèo Hương Thiên Lý của hai tác giả Ngọc Phúng và Vũ Khải, đạo diễn Xuân Hè. Đây là tiết mục câu lạc bộ dàn dựng để tham gia cuộc liên hoan giọng hát trèo chuyên nghiệp và chiếu trèo tỉnh Hưng Yên lần thứ nhất năm 2016. Các diễn viên trèo cùng dàn nhạc truyền thống đã rất nỗ lực cố gắng tập luyện trong suốt thời gian qua để có được tiết mục báo cáo tổng duyệt đúng tiến độ thời gian với ban tổ chức. Đến nay đã có gần 20 trên tổng số 33 đơn vị đăng ký tham gia bảng không chuyên liên hoan chiếu trèo năm 2016 có tiếp mục báo cáo tổng duyệt để ban tổ chức thẩm định đưa vào vòng sơ khảo. Theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh, trong tháng 11 năm 2016 toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6 người, làm bị thương 6 người. Theo đánh giá, trong tháng 11 năm 2016, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đã giảm sâu ở cả 3 tiêu chí. So với tháng 10 năm 2016, số vụ tai nạn giao thông giảm 10 vụ, số người chết giảm 7 người và số người bị thương giảm 2 người. Trong công tác tuần tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trong tháng 11, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 3.600 trường hợp vi phạm giao thông ra quyết định xử phạt gần 2.400 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 1 tỷ 900 triệu đồng. Tước 194 giấy phép lái xe, tạm giữ 372 phương tiện. Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng, công tác kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan. Trên các tuyến đường trong tỉnh, tình trạng xe chở quá tải trọng đã được kiểm soát chặt chẽ. Để có kết quả trên là do các cơ quan chức năng tỉnh đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm Đối với các vi phạm, qua thống kê của lực lượng thanh tra giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay đã xử phạt trên 912 trường hợp vi phạm quá khổ quá tải, với số tiền xử phạt gần 7 tỷ 500 triệu đồng, tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng kiểm gần 300 trường hợp. Mặc dù xe quá tải trọng đã giảm, nhưng hiện nay tại một số địa phương, trên một số tuyến đường vẫn còn xe quá tải lén lút hoạt động. Để việc xử lý xe quá khổ quá tải đạt hiệu quả cao hơn, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng, cần có sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc quản lý bến bãi. Thưa quý vị và các bạn, việc điều khiển phương tiện lưu thông với tốc độ cao sẽ hạn chế khả năng xử lý tình huống, thời gian để phân tích xử lý các tình huống xảy ra trên đường cũng hạn chế xử lý không chính xác, làm tăng nguy cơ gây tai nạn giao thông. Qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông từ đầu năm đến nay thì có tới gần 70% số vụ do vi phạm tốc độ. Đó là kết quả phân tích nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông do Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh thực hiện. Trung bình cứ hai vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đầu năm đến nay thì có một vụ do chạy quá tốc độ. Các nghiên cứu trong lĩnh vực an toàn giao thông cũng chỉ ra rằng trong nguyên nhân chủ quan dẫn đến tai nạn và chạm giao thông của người điều khiển phương tiện thì vi phạm tốc độ là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong. Tình trạng người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ không chỉ diễn ra trên các quốc lộ, tỉnh lộ, mà còn là nỗi lo lắng của nhiều người khi tham gia giao thông trên các tuyến đường huyện, đường liên xã. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 158 vụ tai nạn giao thông, làm chết 105 người và bị thương 105 người. Trong số các vụ tai nạn giao thông trên có khoảng 70% số vụ liên quan đến lỗi vi phạm về tốc độ. Những vụ tai nạn liên quan đến vi phạm quy định về tốc độ thường gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Từ đầu năm đến nay, Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh đã xử lý trên 1,7 nghìn trường hợp phương tiện vi phạm quy định về tốc độ với số tiền xử phạt trên 1,3 tỷ đồng. Sau khi nghị định 46 của chính phủ có hiệu lực thi hành, thời gian qua, bên cạnh việc lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về tốc độ theo quy định tại nghị định 46, lực lượng chức năng đã tích cực tuyên truyền phổ biến những quy định mới trong nghị định để người tham gia giao thông hiểu và chấp hành. Tuy nhiên hiện nay, việc xử lý phương tiện vi phạm quy định về tốc độ của lực lượng chức năng còn gặp nhiều khó khăn. Trong năm vừa qua thì mật độ giao thông trên tuyến 39 tăng mà đặc biệt từ 1 tháng 3 thì, uh, trong thông tư 91 thì tăng tốc độ đối với các phương tiện. Do vậy uh, trên tuyến uh, các cái vụ uh, tai nạn giao thông về lỗi tốc độ chiếm đến 70% để uh, giảm bớt cái tình uh, cái tai nạn giao thông uh, nguyên nhân do lỗi tốc độ thì từ giờ cuối ban chỉ huy thủy độ đã xây dựng kế hoạch uh, chỉnh lãnh đạo và tăng cường xử lý lỗi tốc độ đối với xe mô tô và ô tô nhằm mục đích là giảm cái tai nạn thông từ giờ đến cuối năm. Thời gian qua, trên các tuyến quốc lộ 38, quốc lộ 39, quốc lộ 5, đường tỉnh 379, tình trạng người tham gia giao thông vượt quá tốc độ giới hạn cho phép diễn ra còn nhiều. Đặc biệt, trên các tuyến đường này, tình trạng các xe vận tải hành khách phóng nhanh vượt ẩu để tranh giành khách Xe tải chạy với tốc độ cao, diễn ra khá phổ biến, gây mất an toàn giao thông và nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao. Để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông, hạn chế tai nạn giao thông, trước hết mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trong việc bảo đảm an toàn cho chính mình và cho người khác bằng việc chấp hành tốc độ cho phép, đi đúng phần đường, làn đường, chú ý quan sát. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm để lại hậu quả nặng nề cho bản thân, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự tối mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Vùng trồng chuối khoai châu khan hiếm chuối phục vụ, vụ Tết. Những giáo viên đạt thành tích cao trong công tác giảng dạy ở huyện Mỹ Hảo Cảnh báo tình trạng cháy nổ mùa hanh khô tại các chợ trên địa bàn huyện Kim Động. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hương Yên. Tiếp theo là phần tin quốc tế. Cảnh sát Pháp ngày 25 tháng 11 cho biết đã bắt được 5 nghi phạm và ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố dự kiến diễn ra vào tuần sau. Âm mưu khủng bố này được cho là do IS chỉ đạo. Công tố viên Pháp cho biết, năm nghi phạm bị bắt trong các cuộc đột kích tại hai thành phố Chabot và Marseille. Những kẻ này đã nhận lệnh trực tiếp từ Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq hoặc Syria. Cảnh sát cũng tìm thấy nhiều tài liệu viết tay cho thấy những người này cam kết trung thành với IS. Ngoài ra còn có một kho vũ khí và những tin nhắn điện thoại mã hóa được phát hiện. Công tố viên nói rằng những nghi phạm dự tính tấn công tại và xung quanh Paris vào ngày 1 tháng 12. Tuy nhiên, lực lượng chức năng chưa xác định đâu là mục tiêu đặc biệt trong số những nơi mà nhóm nghi phạm chọn sẵn. Ngày 24 tháng 11, các nghị sĩ liên minh châu Âu EU đã bỏ phiếu nhất trí với bản kiến nghị tạm ngừng các cuộc đàm phán về việc gia nhập khối này của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nghị sĩ của Nghị viện châu Âu đã đi đến thống nhất trong vấn đề này với số phiếu 479 thuận trên 37 phiếu chống với bản đề xuất tạm ngừng thảo luận việc cấp cơ chế thành viên EU cho Thổ Nhĩ Kỳ. Động thái được đưa ra trong bối cảnh nhiều nghị sĩ châu Âu bày tỏ lo ngại về cách hành xử không thỏa đáng của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 7 năm nay. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích kết quả bỏ phiếu này và đe dọa nếu châu Âu cắt bỏ quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ, họ sẽ phải đối mặt với một làn sóng người nhập cư tràn vào khối này. Một vụ tai nạn tàu hỏa thảm khốc đã xảy ra ngày 25 tháng 11 tại miền Bắc Iran, khiến ít nhất hơn 40 người chết và khoảng 100 người bị thương. Thảm kịch xảy ra khi một chiếc tàu chở 400 hành khách đâm vào một chiếc tàu khác tại một nhà ga ở tỉnh Semnan, phía đông thủ đô Tehran. Ít nhất 4 toa tàu đã bị chật khỏi đường dây, trong đó hai chiếc bốc cháy. Trong số những người bị thương có nhiều trường hợp nguy kịch khiến khả năng số người chết có thể sẽ còn tăng cao. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã ra lệnh đẩy mạnh công tác cứu hộ và khắc phục sự cố, đồng thời hối thúc các cơ quan chức năng nước này tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Iran có hệ thống giao thông đường sắt được đánh giá là cũ kỹ và kém chất lượng, chủ yếu xuất phát từ việc nền kinh tế bị tác động nặng nề từ các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo truyền thông Trung Quốc, một vụ động đất mạnh 6,7 độ Richter mới xảy ra làm rung chuyển khu vực Tân Cường. Trận động đất xảy ra khoảng đêm ngày 25 tháng 11 với tâm chấn sâu 12 km dưới mặt đất và khá gần biên giới giữa Trung Quốc với Tajikistan. Hình ảnh được ghi lại từ một đoạn video cho thấy nhà cửa, nhiều người dân địa phương đã bị rung lắc mạnh sau trận động đất, ít nhất 6 ngôi nhà đã bị nứt hoặc đổ sập. Hiện nhà chức trách đã kích hoạt tình trạng phản ứng khẩn cấp ở mức độ 3 và cử một nhóm đến khu vực xảy ra động đất. Theo báo cáo, đã có người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển đang lên kế hoạch để trở thành ngân hàng đầu tiên trên thế giới phát hành một loại tiền kỹ thuật số mang tên ECRONA trong vòng 2 năm tới. Nhằm giải quyết vấn đề sụt giảm mạnh, việc sử dụng tiền mặt trong nước và đẩy mạnh công nghệ giao dịch ảo. Người dân Thụy Điển nằm trong số những người sử dụng thẻ tiến dụng nhiều nhất thế giới, với số lượng tiền giấy và tiền xu đang lưu thông giảm 40% kể từ năm 2009, trong khi mua sắm trực tuyến và thanh toán bằng thẻ tăng giới chức Thụy Điển cho biết họ cần hành động khẩn cấp. Nếu Thụy Điển chọn cách phát hành đồng Ekrona, họ sẽ trở thành nước đầu tiên trên thế giới cung cấp cho người tiêu dùng quyền truy cập trực tiếp vào tiền ảo được Ngân hàng Trung ương phát hành. Ngân hàng này cũng là ngân hàng Trung ương đầu tiên trên thế giới phát hành tiền giấy vào thập niên 1660. Theo báo cáo mới nhất năm 2016, được Liên minh Viễn thông Thế giới ITU vừa công bố, có 47,1% dân số thế giới đã được tiếp cận với internet, tăng từ mức 43% của năm 2015. Như vậy, vẫn còn đến hơn nửa dân số chưa được dùng internet. Sự phổ biến của các mạng lưới di động trên toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường số người kết nối internet. Cụ thể, các mạng lưới băng rộng di động đã phủ sóng đến 84% dân số thế giới trong năm nay. Sự phổ biến của các mạng lưới di động trên toàn cầu đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường số người kết nối Internet. Cụ thể, các mạng lưới băng rộng, di động đã phủ đến 84% dân số thế giới trong năm nay. Mặc dù việc triển khai cơ sở hạ tầng rất quan trọng, song mức giá cao cùng nhiều rào cản khác vẫn là những thách thức lớn khiến nhiều người chưa được truy cập Internet. Trong năm 2016, vẫn có trên 50% dân số thế giới chưa được tiếp cận Internet. Hàn Quốc là một quốc gia có tỷ lệ kết nối Internet cao nhất nhưng các nước châu Phi như Niger, Chad, Guinea, Bissau và Nam Sudan lại có tỷ lệ kết nối rất thấp. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.